I'm Keith Ngô. I'm the owner of KMT, and I founded this company since 1993. Just $10,000 on the credit card. In 1979, I escaped from Vietnam to Thailand with a small boat. 46 people in a small boat. I came here about 1981, and I worked from there. I finished from junior high, college here, high school here, and this is my second country, and I love it. This country give me second opportunity, let me do what I like to do in life. So I lawyered this country. KMT is a service for semiconductor, for wafer fab, chip equipment. Right now we work on 300 millimeter wafer. Later on, if we can go to 450, and up until this time, the high tech require very high tolerance, and the chip is required. So all the chamber I make here, some is very flatness in 1 or 2,000. That means half of the hair. So the only machine I can keep up what the work I do. If you lose one part, you can make it up 4 or 5 different parts to make it up for the loss. Right now in this company, about more than 120 equipment. And more than 60% is machine. The pilot system, it keep the part repeat consistently like a year later with the old part number. And I got a PO, a job. I just call out the program and tomorrow I can ship the part. Without the pilot system, people have to do over again, set up again, and start up 1 or 2 or 3. It's up, need to go to the QC room and go back. It takes a month. So the power system is expensive, but it works when the job is repeat. And also accuracy. It takes all the risky to crap the part out. The best machine I've been used all my life in machine shop industry. Kính thưa quý vị, Lido Sài Gòn TV, chúng tôi đang có mặt tại thành phố New World, một trong những thành phố có nhiều hãng xưởng ở gần thành phố San Jose. Chắc vị đã biết, San Jose là một trong những thành phố có tới 11% người Mỹ gốc Việt hiện đang định cư tại đây. Hôm nay, chúng tôi có một cái chương phóng sự đặc biệt để gửi đến quý vị tất cả những hình ảnh của người Việt sau 45 năm chúng ta định cư tại Hoa Kỳ. Trong một cái thời gian ngắn gần đây thì chắc là quý vị biết đoạn đường của chúng ta ra đi. Khởi đi từ những người di tản vào năm 1975 và sau đó là những người thuyền nhân vượt biên, vượt biển bằng đường thủy, đường bộ đến định cư tại Hoa Kỳ. Và sau làn sóng năm 1990, cũng giống từ năm 1985 thì một số những người con lai đi theo diện gọi là Fatherland. Và đặc biệt sau năm 1990 thì rất nhiều người Mỹ gốc Việt chúng ta ở từ diện Humanitarian Operation, tuy nhiên chúng ta hay gọi tắt là HSO, đi đến định cư tại Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi lần lượt giới thiệu đến quý vị những người Việt đến định cư ở đây với hai bàn tay trắng, và ngày hôm nay họ đóng một phần quan trọng trong sự việc tạo dựng một đời sống mới tại Hoa Kỳ. Bên cạnh chúng tôi là anh Ngô Tuấn Kiệt,
và phu nhân của anh. Chắc quý vị biết rằng chúng tôi đã gửi đến quý vị hình ảnh Thiên Long Sơn, và đó là một trong những hình ảnh mà có thể nói làm cho nhiều người thắc mắc. Bởi thế hôm nay chúng tôi có mặt ở đây để giới thiệu đến quý vị một trong những công ty có tên là KNTINC. Chắc quý vị biết là người Việt chúng ta ở đây thì rất nhiều người làm cái nghề thợ tiện, và bởi thế đây cũng là một trong những công ty có rất nhiều người Việt làm việc ở đây. Anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi là anh về đây bao lâu rồi? Cái building này em mua năm 2014. Em dọn từ ở bên kia qua, tại lúc trước em cúng dường cái building làm chùa thì em dọn máy qua đây. Thì thời đó em mua cũng rẻ. Có bao nhiêu công nhân viên hiện nay đang làm việc cho công ty KNT của anh? Hiện tại thì khoảng 200 sáu mấy người. Thì tự em lay off mấy năm nay kinh tế Mỹ với Tàu quýnh nhau quá. Chứ lúc trước em có khoảng 400. Thế thì ngoài cái công ty KNT ở đây, anh còn có cái cơ sở nào với liên quan đến với tất cả những công nghệ của anh hiện nay đang thực hiện không, thưa anh Ngô Tân Kiệt? Dạ thì ngoài chỗ này chính, thì ở ngoài kia còn một chỗ cũng phụ với chỗ này. Nhưng mà không có nhiều người bên đó. Nghề này thì nó nghề không có sát sanh, không có bị nghiệp, mà cũng làm nhiều tiền. Cuộc đời của em thích làm đạo, làm đời, nhưng mà cái này mình cũng phục vụ cho đời, làm về chip. Em là một trong những công ty làm thẳng những cái món hàng trong như Intel, Samsung, hay những cái hãng như Đài Loan, TSMC, mấy cái hãng đó là nó đang xài đồ direct của em. Thì cũng phục vụ cho nhân loại, rồi cũng lấy tiền làm đạo, không có bị nghiệp. Kính thưa quý vị, phu nhân của anh Ngô Tuấn Kiệt đến định cư tại Hoa Kỳ trong làn sóng của những người qua chương trình HO đến vào năm 1991. Thì bây giờ chị với hai anh chị đã gắn liền với nhau một cái thời gian dài như vậy, và chị nghĩ rằng là đến bây giờ thì mọi công việc của chị đã ổn định hết chưa? Gia đình ổn định và con cái gì? Thế thì chị qua đây lúc mấy tuổi? Dạ thưa anh, em qua lúc năm em 15 tuổi rưỡi, cũng gần 16 tuổi. 15 tuổi. Ồ thế thì chị sẽ đi học ở đây? Dạ em bắt đầu học ở đây là lớp 10. Rồi chị học ở trường đại học nào? Dạ em ra trường ở San Jose State University. Oh wow, what kind of major? Dạ em về MIS, Management Information System. Oh wow, bằng cái thưa quý vị, đó là thế hệ của những người đến định cư tại Hoa Kỳ sau năm 1975 qua nhiều giai đoạn chuyển tiếp ở tại Việt Nam. Chúng tôi cũng được biết chắc anh Kiệt hôm nay em cũng thể chia sẻ về một cuộc đời của anh ra đi đến định cư tại Hoa Kỳ. Thì anh ra đi là một thuyền nhân phải không thưa anh? Dạ em đi vượt biên năm 79. Thì em qua đây em học lớp 7, lớp 8 rồi cũng ra trường về cái nghề cũng không có liên quan cái này mấy, nó cũng là giống như kỹ sư vậy. Rồi cái sau đó em mới nhảy ra làm tiện, làm chủ. Tới ngày hôm nay em lập cái hãng là năm 93, tại đó 10.000 đô. Cái máy thì tại em quen với nhiều kỹ sư trong mấy hãng lớn á, bạn á. Cái nó đưa đồ cho mình làm, rồi cái mình ra mình làm chủ luôn thời đó. Thì nhờ bạn bè, chứ ra giàu thì nhờ bạn, sang nhờ vợ. Anh Kiệt, anh gắn bó nhiều với công việc xã hội, đặc biệt là chúng ta có điều kiện gặp em ở Thiên Long Sơn. Thế hỏi chị cái công việc đó như thế nào đối với trong gia đình chị nè? Thưa chị Lan là ảnh làm về những cái xây dựng trên núi, thì nói chung em với gia đình hai bé cũng lên phụ về những việc giống như là trang trí, làm trưng bày hoa quả, cũng như là lo về phần nấu ăn, phụ giúp các chị trong bếp lo nấu ăn cho quý đồng hương vào cuối tuần mỗi Chủ nhật. Nên thành ra là công việc tụi em cũng gần từ trong hãng cho đến ra ngoài đời, lên trên núi cũng là có rất là nhiều công việc để làm chung. Nên thành ra là chiếm cũng tụi em cũng rất là nhiều thời gian để làm chung luôn. Thành ra cũng vậy không có gì là vui chung chứ không có ảnh hưởng gì hết. Vậy là vui. Thế thì ngoài những cái công việc hàng ngày đồ bình thường vậy thì con cái thì mình lo như thế nào? Dạ trong tuần thì bé đi học, hai bé đều đi học hết, và cuối tuần thì em chở hai bé lên trên núi, thì hai bé chạy chơi ở ngoài, rồi em thì làm ở trong khu nhà bếp hoặc là ở trong khu hội trường, ở trên tất cả các điện. Là nói chung gia đình tụi em thì spend time ở trên núi nhiều trong cuối tuần. Vậy là cũng sinh hoạt chung với nhau, là gia đình rồi vui cả nhà. Cuối tuần là cứ thứ 7 Chủ nhật là có tụi em ở trên đó, trên núi hết, trên Thiên Long Sơn.
Kính thưa quý vị, vừa rồi là những phút trao đổi với anh Ngô Tuấn Quyệt và phu nhân của anh hiện nay đang là những người hướng dẫn công ty KNT Inc. tại thành phố New York mà hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị. Và trong chốc lát chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những hình ảnh sinh hoạt của công ty KNT. Anh có thể chia sẻ với chúng tôi đời sống của công nhân của công ty anh hiện nay như thế nào? Thì trước tiên là mình không đối xử họ như là anh em con của mình. Cho nên những cái gì mà em làm được hết cho nhân viên thì em cứ làm hết lòng. Nhưng mà nhân viên thì cũng có người dạy người khác. Hãng có cái policy, có luật lệ. Và tiền bạc lương bổng em trả cũng bằng với hãng Mỹ. Bảo hiểm, insurance rồi là đầy đủ hết. Thuốc, men là em lo hết. Không có copay gì hết. Mà benefit ở đây thì rất là good. Cũng có 401k. Thì một chút anh cứ vô, anh cứ phỏng vấn nhân viên coi nó thương em không. Trong đời em là hơn 10.000 người qua là làm việc. Thế thưa anh, bao nhiêu là người Mỹ gốc Việt của chúng ta làm việc ở đây nè? Độ khoảng 65%. 65%. Còn nhiều thì cũng đủ nữa. Mỹ đâu cũng có, muốn người Mỹ khó mà. Yeah. Đâu chịu làm nhá châu mình đâu. Nhưng mà tụi nó cũng thương em, nó cũng làm lâu năm. Kính thưa quý vị, đến bây giờ chúng ta nói đến sinh hoạt ở tại miền Bắc California thì chắc quý vị biết như anh Ngô Tuấn Kiệt vừa trình bày là cái con số của công nhân của hãng anh 65% người Mỹ gốc Việt chúng ta chiếm giữ, và chúng ta cũng tự hào sau 45 năm người Việt chúng ta cũng đã tự gánh vác và giúp đỡ nhau trong công việc và đặc biệt là đời sống hàng ngày. Chúng tôi, quý vị đang cùng với chúng tôi qua mỗi tuần một vấn đề và chúng tôi sẽ gửi đến quý vị tất cả những cái hình ảnh đặc biệt hôm nay với công ty KNT, một trong những công ty mà có thể nói là có tầm cỡ ngang hàng với những cái công ty lớn của Hoa Kỳ hiện nay đang chiếm đóng ở thành phố San Jose. Nếu quý vị có điều kiện ghé lại công ty KNT ngày hôm nay thì tọa lạc ở tại con đường Eureka của thành phố New World. Đây là những hình ảnh ở cái phòng đầu tiên mà chúng tôi gặp khi chúng tôi đến làm việc ở tại công ty KNT. Quail, theo lời anh Kiệt thì công ty của anh hiện nay chiếm giữ cái diện tích là bao nhiêu tất cả thưa anh Kiệt? Cái building này là 140.000 square feet. Anh dồn bao nhiêu thì giờ để xây dựng cái công ty này trước khi mà có thể nói nó trở thành như ngày hôm nay? Lúc em mua ở building này á, nó chỉ có 4 cái bức tường thôi. Rồi vô em phải đào móng lên hết. Rồi một tay em phải thiết kế, phải lo xây dựng phòng ốc. Mấy cái phòng này là em thiết kế. Có mình em mà không có ai phụ hết. Rồi lúc đó mới mướn construction. Thì máy móc á, mình phải để đúng thì nó mới ra khu này, nó mới ra khu này, rồi mới ra shipping. Thì tự một mình em vẽ ra, mình em làm, rồi em layout ra hết phòng nào ở phòng nào. Thì cái em xây dựng khoảng 1 năm. Lúc đó em mới dời mấy cái máy của hãng cũ qua đây, tốn khoảng 7 triệu. Thế thưa anh Ngô Tuấn Kiệt, anh có nghĩ rằng, tại tôi thấy anh nói rất nhiều về vấn đề tâm linh, anh nghĩ ngoài hai cái bàn tay của anh, ngoài cái trí tuệ của anh nghĩ có ai đứng vô hình nào đó giúp anh để có những cái sự việc mà anh có được ngày hôm nay không thưa? Đời với đạo cũng như nước với lửa. Bên đó thì mình phải cut corner, rồi phải ăn hiếp nhân viên, rồi nó mới ra lời, mới bỏ vô túi mình. Một bên đó thì bỏ ra, nó rất là khó 3 lần. Với cái lương tâm mình cảm thấy mà để cho công bằng với nhân viên và một sự gọi là mình thấy cho ra mà vui thì cũng hơi khó. Nhưng mà em try, cho nên cuối cùng em không có dám xài nhiều. Có nhiều cho nhân viên lên lương, thằng nào đúng ngày đúng giờ lên lương, chứ đừng có kiểu spoil thì em không thích. Nhưng mà anh Kiệt, rõ ràng vậy. Cuộc sống không bao giờ nó bình thường, nó phẳng lặng như cái cuộc gọi là tất cả những sự gì nó cũng có dao động. Thế trong cái khoảng thời gian gắn liền với công việc của anh, có lúc nào anh cảm thấy ồ khó khăn quá, rất là khó khăn cho anh, cá nhân anh, cho tất cả những người chung quanh anh, và có khi nào anh cảm thấy rằng oh wow, we have tried to do it, anh có khi nào anh vượt qua những cái khó khăn gì? Khi nào khó khăn chừng nào thì mình học hỏi từ cái khó khăn. Thì cái khó khăn nhất là khi mà kinh tế xuống. Cái đau lòng nhất là khi mà nhìn thấy nhân viên mình bị lay off. Mình không muốn, nhưng mà khi mà không có đủ đồ á, thì mà giữ lại những số lượng người làm việc hăng say á, là một số người phải tạm ở nhà.
Thì cái đó là cái đau lòng nhất trong cuộc đời em thôi. Ngoài ra em không có sợ gì hết. Building em cũng làm chủ, máy em cũng mua trả ốp hết. Có đồ làm thì mình sống, và không có mình cũng vẫn sống, mà sống chật một chút, không có đến nỗi mà lỗ là được rồi. Em hãng không có lỗ hẳn tiện đâu, không có là lỗ. Máy mình là chủ, building của mình là chủ, rồi có đồ nhiều thì mình lời nhiều, có đồ ít mình lời ít. Chúng tôi đang có mặt ở trong phòng máy của công ty KNT, và bên cạnh chúng tôi là anh Lộc. Với cái bảng hiệu công ty KNT của anh Lộc, anh đến làm cho hãng KNT bao lâu rồi anh Lộc? Dạ tôi làm cho KNT từ năm 2009 tới bây giờ. Dạ cũng ngót nghét cũng gần được gần 11 năm. Vậy cái nghề tiện thì ở vùng San Jose này là tất cả người Việt, hầu như là người Việt mình là đều làm về cái nghề tiện này. Cái công ty này đối với anh như thế nào? Thật sự mà tôi nói bằng cái tấm lòng của tôi, cái công ty này một người chủ, anh ta rất là dễ mến, anh ta rất thương công nhân. Tôi không có, tôi nói bằng cái tấm lòng của tôi luôn, chứ tôi không có nịnh nọt ai hết. Anh ta thương những người công nhân, những người Việt Nam mà mới vừa qua, mà anh ta nghe được, anh ta đều nhận vô hết. Và tôi có những người bạn mà làm chung, khi anh ta đi ăn phở mà anh ta thấy cái người mà bưng phở anh ta cũng hỏi, thì anh ta đưa vô hãng. Anh Kiệt là một người rất là tốt. Lẽ nhiên tôi đồng ý với anh là giúp người, nhưng mà cái công ty là chính mà, thưa anh Lộc. Thưa anh, công ty là chính. Thì thật sự mà nói công việc thì anh Kiệt là một người rất là am hiểu công việc, và anh ta đã nhận những cái việc của ở ngoài về hãng mình, thì anh ta là điều hành hãng và điều hành những người công nhân. Và anh ta cũng cần có những người công nhân, thì cho nên anh ta cần những cái người mà công nhân, thì anh ta đi ra ngoài anh ta cũng tuyển được người công nhân. Thế thưa anh Lộc, anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi về đời sống phúc lợi của anh, công ty họ chăm sóc như thế nào, sức khỏe bảo hiểm của anh như thế nào, sự tương quan giữa những công nhân người Mỹ gốc Việt ở đây thì như thế nào? Dạ, về cái tiêu chuẩn, cái policy của cái hãng thì anh Kiệt lo rất là tốt. Bảo hiểm sức khỏe, răng mắt gì anh Kiệt đều lo hết. Thì chúng tôi chỉ phụ với anh Kiệt khoảng 5%, 10%. Thì nói chung ra là đời sống ở trong đây là rất là tốt. Anh ta cũng lo cho cái sức khỏe của công nhân. Thì từ cái việc mà chúng tôi cảm thấy mà lo đầy đủ thì chúng tôi mới làm với anh ta. Thế cái điều gì anh không thích ở cái công ty KNT này? Nói chung ra là không có cái điều gì mà chúng tôi không thích hết. Chúng tôi làm việc mà phải mà thấy sản phẩm ra nhiều thì chúng tôi mừng. Nhưng mà có những khi mà hàng lô thì thì chúng tôi buồn. Nghĩa vậy thôi. Và anh có tự tin vào cái tương lai của mình với đã gắn liền 11 năm với công ty KNT này không? Thì thật sự anh là tôi nói là cuộc đời của tôi ở sống tại đây là tôi đã gắn liền với KNT rồi. Tôi coi KNT giống như là căn nhà của tôi. Tôi coi cái người chủ giống như là một người anh và một người em của tôi. Vậy thôi. Thì tôi đã gắn liền thì tôi mới có cái sự mà kết nối tôi làm với anh ta. Kính thưa quý vị, đấy là anh Lộc, một trong những nhân viên của công ty KNT. Xin hỏi nhỏ anh Lộc là anh làm cái công việc gì thưa anh? Dạ tôi là chỉ là set up man, và tôi đứng của hai cái máy VF11. VF11. Dạ. Kính thưa quý vị, đó là anh Lộc, một trong những người đã gắn liền với công ty KNT trên 11 năm. Kính thưa quý vị, khởi đầu tất cả mọi chuyện là gọi vạn sự khởi đầu nan. Quý vị có thể tưởng tượng ngay những ngày đầu tiên anh Ngô Tuấn Kiệt đến đây với một cái chiếc máy 10.000 đồng. Và đây là khởi đi một cái sự nghiệp của công ty KNT. Dạ. Cái máy này còn sử dụng được không anh? Dạ, đang chạy. Đang chạy luôn. Nó cũ quá như vậy làm sao chạy nữa? Cũng còn chạy ngon. Đâu có mà nhớ anh chạy. Thưa anh Ngô Tuấn Kiệt, vừa rồi anh cho chúng tôi biết là cái máy này là cái máy đầu tiên trong cái cuộc đời của anh. Thế tại sao bây giờ anh vẫn còn lưu giữ nó hoài vậy?
Dạ thương lắm, hồi xưa em đâu có tiền, em mua bằng cái thẻ credit card 10.000 đô đi auction mua nó. Auction? Auction à. Cho nên cái hiệu này bây giờ chắc cũng không còn ai xài, nó phà đeo à. À, thì em mua auction 10.000 đô. Thì từ đó đó, năm 93 tới giờ thì nó bắt đầu nó xanh sôi nảy nở ra đóng máy hiện đại. Wow. Nhưng mà nó vẫn còn chạy được những cái đồ bình thường à. Anh Bình à, sử dụng nó như thế? Vẫn bình thường à. Nhưng mà nó sao nó có hư, em đem ra lobby em chưng à. Đây là chiếc máy đầu tiên mà anh mua auction nữa. Auction à. Em rất rành về máy này à. À, em rành đó, em đứng em nhắm mắt đánh cũng được. Đây là chiếc máy đầu tiên khởi nghiệp cho cái công trình của một người Mỹ gốc Việt đến đây. Và bây giờ thì là cái cơ sở của ông, có thể nó có cả hàng trăm cái máy à. Wow, đời khó có thể ai mấy ai học được chứ ngờ. Anh Kiệt, bên trước mặt chúng ta là một cái máy mà đang vận chuyển. Anh có thể chia sẻ cái máy đó là máy gì vậy thưa anh Kiệt? À, cái máy này gọi là Horizontal Machino. Thì nó làm những cái đồ lớn bự khoảng 70 inch vuông. À, 70 inch vuông. Làm cho chip, về ngành chip với tụi không gian. Chip về không gian dạ. Nhưng mà cái máy này vận hành thì những công nhân phải đào tạo, cần phải qua những cái tiến trình như nào mới có thể vận chuyển, vận hành được cái máy này thưa anh? Ờ, những người mà điều khiển được cái máy này á, phải trong nghề trên 10 năm trở lên. Và phải có trình độ học vấn rất là cao về computer, với phải qua huấn luyện của cái hãng máy này. Thế thưa anh, người Việt chúng ta hiện nay có đảm nhiệm được cái công việc làm này không? Cái này á, người Việt mình nhiều, nhưng mà người mà được chạy được cái dàn máy này rất là ít. Và lương của người này á là cao lắm. Có thể trên 100 ngàn á. 100 ngàn một năm? Trên. Wow. Ừ. Mà kiếm không ra tụi nó. Wow. Làm eo em dữ lắm. Nhưng em biết điều khiển nó. Thằng nào nghĩ em ra em chạy thế chừng 3 tháng. Rồi anh, xong. Anh có làm được cái này không? Được. Oh. Như vậy thì anh đầu tư bao nhiêu để mua được cái máy này? Cái vàng này khoảng 15 triệu. Chỉ riêng một cái máy vàng này là anh thấy nhiều đầu máy không? À, khoảng 15 triệu. Riêng này thôi. Ai là người bảo quản tất cả những cái vấn đề là maintenance cái máy này? À, ở trong hãng em có hai người. Nhưng mà ở ngoài của công ty này á, thì cái hiệu này của Nhật. Máy của Nhật thì máy nó cũng của nó. Thì khi mình hư nặng á, thì mình phải kêu tụi nó vô. Hư nhẹ nhẹ thì mình dọc được, bớt tốn tiền sửa. Một năm mà sửa thằng này thôi á là cũng cỡ 200 ngàn á, tiền bảo trì nó. Thưa anh Kiệt, cái máy này thì mấy cái hãng tiện bên Việt Nam, Đài Loan họ có mấy cái máy này không thưa anh? Đài Loan thì em nghĩ chắc có, mà Việt Nam thì em nghĩ chưa đâu. Tại vì cái kỹ nghệ này thuộc về cao cấp hàng của Mỹ á. Mỹ nó chỉ cho xuất cảng những cái máy mà trên 5 năm đời cũ thôi. Còn những cái này phải chính phủ Mỹ phải cho phép mới chuyển về bệnh mới được. Nó không phải tất cả những cái này là đều gọi là cursed technology, tức là cả. Thế khi lúc mà anh mua cái hàng này thì anh có gặp mua cái máy này anh có gặp gì khó khăn không? Ở đây chính phủ phải coi hết cái lý lịch, make sure anh là người sao nó tin anh. Vấn đề mà bản quyền rồi đó thì em nó audit hoài à. Mình không phải có cái uy tín về cái đó. Quý vị đang cùng với chúng tôi qua hãng tiện KNT, và chắc là quý vị thấy ngày nay với cái công nghệ cao cấp như anh Ngô Tuấn Kiệt đã chia sẻ với chúng tôi, và đây là một trong những cái máy mà có thể nói rằng khó có một cái công ty nào có thể có cái máy như vậy. Tôi thấy một dãy dài những cái máy như vậy, thì là cái máy này nó có cái tác dụng gì anh? Những cái máy này cũng là tiện, nhưng mà mỗi một cái món đồ á, nó có cái công thức làm cho đúng máy. Thì lẹ thì ăn tiền thôi. Thì em đa số là mua hiệu mà Nhật không à. Tốn tiền nhiều nhưng mà nó bền, mà Kino. Nhưng mà hồi nhỏ anh Tuấn Kiệt rằng bây giờ thì cái kỹ thuật công nghệ cũng của Trung Quốc cũng cao. Anh ở đây xài máy Trung Quốc nhiều không? Không bao giờ. Đài Loan em cũng không luôn. À, tại vì khách hàng của em á, nó khó lắm, nó muốn em xài đồ xịn không à. Trong kỹ nghệ high tech chip di mạch á,
Thì thời xưa năm 1990 trước đó đó, những thập niên đó mình làm cái lỗ wafer nó là nhỏ 200mm. Thì cái con chip của nó đó bỏ vào điện thoại hay này trên cái máy computer của mình. Đến thời nay á, khoảng năm 2008, kỹ nghệ của Mỹ nó design được cái 300mm. Và 19 năm nay mình vẫn xài để xem, nhưng mà cái kỹ nghệ mà em biết được á, em đi là em đã design cái 400mm lâu rồi mà chưa có ra thị trường. Dạ, cái đó chưa có ra thị trường, nó gọi là còn bí mật. Thì đó thì kỹ nghệ làm chip là gì nè. Tất cả mọi thứ nha rồi á, mình phải dùng gọi là miếng bánh tráng đen nè. Tráng đen 300mm. À, mình đang là 300mm. Xe đồ á nó còn vẫn còn xài 200. À, cái này là 20 mấy năm về trước em đã làm cái này rồi. À, thì cho nên anh thấy mấy cái này là nó tròn tròn á, là nó vô nó chạy với mạch lên đây nè. Nó deposition mấy cái mạch điện lên trên. Thế cái công ty của anh gắn liền với cái này như thế nào? Em là cái stake đầu tiên, cái foundation của cái kỹ nghệ chip. À, thì tất cả những cái hãng mà muốn chế tạo ra chip á là phải dùng những cái đồ của em tiện. Rồi nó nấu ra rồi nó chạy. Rồi bắt đầu nó mới lên cho những cái công ty khác, rồi nó mới chạy mạch điện lên. Thế hiện nay trên thương trường thì công ty của anh liên hệ với bao nhiêu quốc gia trên thế giới và bao nhiêu công ty trên thế giới này thưa anh? Tất cả những cái đồ mà làm ở đây trên thượng hải này á, thì những cái hãng nào như TSMC, UMC, Intel, Samsung, những cái hãng mà chế tạo ra chip á, đều có trong cái điện thoại á, là cũng có phần của cái hãng này làm trong đó. Boeing hay là của Aerospace đều có. Ngoài những cái sinh hoạt ở của anh ở tại ngay hãng KNT này thì anh có giao dịch đi ra ngoài, đi họp, đi tham quan, đi mấy cái seminar với tất cả những cái quốc gia trên thế giới này không? Dạ có. À, nhưng mà thường thì em đi, em mỗi lần em đi họp mà gọi là chủ CEO có mình em Việt Nam duy nhất. Đến bây giờ thì quý vị cùng với chúng tôi qua công ty KNT. Đây là một trong những phòng mà theo anh Ngô Tuấn Kiệt cho chúng tôi biết là phòng Inspector. Cho quý vị biết Inspector là thanh tra, kiểm tra. Nếu quý vị có điều kiện thì cùng với chúng tôi theo dõi một vài sự kiện ở trong cái phòng Inspector này. Chào anh, chúng tôi đến từ Little Sài Gòn TV ở tại miền Nam California. Xin được hân hạnh được gặp anh. Xin lỗi anh tên gì? Tôi là Tân. Anh Tân. Tân Lâm. Dạ. Anh involved với công ty KNT này bao lâu rồi? Cũng 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Tự nhiên biết KNT này đi vào làm. Thì cũng người này giới thiệu, người kia giới thiệu thôi. Dạ. Cũng trong cái nghề này cũng đa số là cũng quen biết nhau hết. Dạ. Dạ. Thế anh chia sẻ công việc của anh hàng ngày ở công ty này như thế nào? Thì hàng ngày của tôi là tôi phải viết program. Tất cả những cái máy ở đây để nó kiểm tra hết mấy cái kích thước rồi đó. Cho nó đầy đúng chất lượng của bản vẽ. Dạ. Yeah. Thưa anh, lại nhiên rất nhiều người Việt chúng ta làm cái công nghệ là machine shop này rất nhiều. Yeah. Qua cái phòng này lần đầu tiên chúng tôi có mặt ở đây, thì anh có thể chia sẻ với khán thính giả chúng tôi, họ rất muốn biết về những cái thành quả của người Việt ở đây. Nếu anh có một khoảng độ 30 second để anh nói về công ty KNT của anh thì anh nói cái gì? Ở chỗ này làm thì coi như cũng là rất là comfortable. Dễ chịu. Dạ, anh Kiệt thì rất là dễ chịu, thành ra làm việc, công việc nó cũng trôi chảy. Nói về high tech thì những cái máy này là thuộc về hạng cao nhất rồi đó. Những cái máy là của Đức, nó rất là chính xác. Nó có thể chách cái cọng tóc của mình gấp nhỏ hơn cọng tóc mình cả 20 lần. Là nó cứ tìm ra luôn. Cái điều này có nghĩa rằng là chúng ta cũng có thể ngẩng đầu lên với tất cả những cái công ty ngoại quốc khác ở đây không thưa anh Tân? Có, mình có thể ngẩng đầu lên được, bởi vì ở đây mình có thể làm đồ cho tan làm đồ cho tụi SpaceX. Những cái món đồ nó bắn lên không gian thì nó cũng rất là kỹ thuật, nó cũng rất là cao. Cảm ơn anh Tân đã chia sẻ với khán thính giả chúng tôi hôm nay. Nhưng có một điều chúng tôi muốn hỏi anh là anh nghĩ anh có hài lòng với những gì mà anh có ngày hôm nay ở trên cái đất Mỹ này? Tôi nghĩ thì giàu thì không giàu, nhưng mà nghèo thì mình không nghèo. Nhưng mà kêu bằng lớn thuyền lớn sóng, nhưng mà làm ở đây thì tôi feel comfortable ở đây. Nhưng thưa quý vị, đó là hình ảnh của một vài công nhân người Mỹ gốc Việt làm với công ty KNT. Họ nói ngắn gọn là it's comfortable, dễ chịu.
Và đó là những gì ao ước của 45 năm sau khi chúng ta rời quê hương đến định cư tại Hoa Kỳ cũng như trên thế giới. Và chúng ta có quyền hạnh diện với những gì hiện nay chúng ta đang phục vụ cho quê hương thứ hai của chúng ta, đó là Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, sau năm 1975, phần lớn những người Việt ra đi có thể nói họ được đào tạo tại các trường đại học, cũng giống như tất cả các trường kỹ thuật ở khắp nơi tại Hoa Kỳ. Và ngày hôm nay thì ngành công nghiệp machine job là một trong những cái công nghệ mà có thể nói rằng người Việt chúng ta nắm đa số, và hình như người Việt chúng ta có rất nhiều gọi là cái khả năng thiên bẩm mà chúng ta có thể làm cái công việc này. Điều đó chúng ta nhìn nhận rằng bao nhiêu mồ hôi xương máu của những người đi trước đã đổ xuống, và ngày hôm nay thì chúng ta có được một cái xã hội tương đối có thể nói đời sống an toàn cho chúng ta tại Hoa Kỳ. Trước mặt chúng tôi là một trong những phòng có tên gọi là cleaning room. Đây là một trong những phòng mà muốn vào trong đó thì về chúng ta phải có y phục và có thể nói kiểm soát rất gắt gao. Và đến bây giờ thì anh Ngô Tuấn Kiệt cho biết rằng chưa có một cái hãng công nghệ nào và về tiện lại có một cái phòng cleaning room như phòng của anh. Thưa anh, cái phòng này thì xây dựng dựa vào cái nguyên tắc nào thưa anh Ngô Tuấn Kiệt? Trên nguyên tắc là khi những cái món đồ ở đây mình làm ra nó có dính dầu nhớt á, mình mà đem vô một cái nhà máy nó rửa sạch sẽ, xẻ xong vô trong này á, nó clean room này là không có một hạt bụi nào trong đó hết. Lúc đó mình mới gắn mấy cái đồ điện tử vô, gọi là assembly. Thì cái hãng này á, nó hẳn tiện chứ nó không phải tiện. Nó vừa có assembly, vừa tiện luôn. Tự em làm, tự em gắn vô luôn. High end lab. Yeah. Yeah, we'll be here today and yeah. We want to ask you, what kinds of difficult every single day you have to deal? Well, you know, working here is challenging. You know, it's manufacturing. There's a lot of stuff to be done every day. You know, there's a lot of daily goals we have to meet, and weekly goal and monthly goal. So the biggest challenge would be do you know what which job is the priorities? You know, sometimes in a shop, daily shop, we might constantly deal with 500 jobs, 700 jobs, 1,000 jobs a day. There will be one job that has the number one priority, and there will be a job that has the number 88 priority, you know. So that's the challenge that you have to communicate to the whole shop what needs to be done. That would be the biggest challenge. Thưa quý vị, anh Lập cho biết rằng là đây là một trong những công việc nhiều thách thức. Một ngày anh phải tương đối, phải làm nhiều cái công việc, phải challenge với nhiều thứ. Nhưng tất cả mọi việc đều phải là có thể nói qua những cái tiến trình, cái nào ưu tiên trước, ưu tiên sau. And you pass everything? Well, phần nhiều là như vậy nè, cái challenge đó là cũng như ở đây mình có over hiện giờ 200 mấy chục công viên. Cho nên ví dụ mà everybody on the same page á, cho chung một trang, một cái sentence đó, thì việc làm nó rất là dễ, nó rất là thoải mái. Nhưng mà dĩ nhiên 240 người thì cũng có sếp đồ, thì ăn thua sếp department kia mình xin nhan. Với đây dĩ nhiên mình cũng có cái system á, nó gáp vô rồi ấy, ai nấy cũng gán khu của người ta, ai nấy mà lo khu của họ đồ thì cái đồ nó đi cũng on time, đồ cũng rất là ngon lành. My last question, what I ask you? Yeah. Do you proud with your job, your company? Absolutely. I mean, when I'm here, that means I'm happy, and everybody who's here, they are happy to be here. That's why we show up every day. You know, here we pretty much open 365 days a year. You kidding me, sir? No, and of course, 365 days. Well, next year is 366, so we'll be open up 366. Tôi có hỏi anh Lập là liệu anh có hạnh diện và trở thành một trong những thành viên của KNT? Anh nói absolutely, chắc chắn là như vậy. Tôi đến đây hàng ngày, công việc ngày, và tôi hạnh diện về tất cả những gì mà hiện nay với công ty của tôi. Anh có biết rằng tôi, cái công ty này nó run tới 365 ngày, mà sang năm thì phải là 366 ngày. Next year, right? Yeah. Thank you. Thank you. Hi, good afternoon. Hey, good afternoon. Yeah, can tell a little bit about you. Yes, well, I'm working here in KNT like for more than 2 years. Yeah. I'm MPI planner for RPM orders. Yeah. I'm so very happy working in this company. Yeah. Actually, my job is like that I'm doing
is expert of yours in the floor. So where you come from? I'm come from Mexico. Mexico? Yes. Are you happy with your job? Yes, I'm happy. Can tell us a little bit, did any discriminate in this place? No. I don't have any issue in that. Thưa quý vị, đây là một trong những người đến từ Mexico và cô làm việc với công ty này rất lâu. Tôi chỉ hỏi một câu, có cái sự kỳ thị ở trong công ty này không? Thì cô ta nói là absolutely no. No. No, no, of course no. Of course no. No, yes. All right, thank you so much. Nếu quý vị có điều kiện tham quan công ty KNT thì quý vị thấy cũng có rất nhiều công nhân thuộc nam giới và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng thấy một cái số tương đối những công nhân nữ giới và quý vị có cơ hội để chia sẻ với tất cả những gì người công nhân thuộc nữ giới đến với công ty KNT. Em làm công nhân ở đây được bao nhiêu lâu rồi? Dạ, em làm ở đây cũng gần 3 năm rồi. Công việc của em là làm về cái gì? Em thì thực sự ra là người mua hàng, là giống như là buyer của công ty. Mua mấy cái vật liệu nhôm, sắt này nọ. Dạ chào chị, em làm về shipping. Em làm ở đây được 4 năm rồi. Dạ, em rất là thích công việc của em ở đây. Dạ, em thấy ở cái công ty này á có phân biệt về nam giới hoặc là nữ giới? Dạ không, tại vì mọi người làm việc với nhau rất là vui vẻ, mà đặc biệt là nam giới thì có thể giúp phụ nữ nữa những cái việc nặng. Dạ, tụi em rất là happy. Dạ, chị gắn liền với công ty này bao lâu rồi thưa chị? Dạ, em làm được ở đây 4 năm rồi. 4 năm rồi. Dạ. Bây giờ chị nhắm mắt lại, chị hồi tưởng lại cái ngày mới bước vào đây công ty này làm, và đến bây giờ chị muốn nói lên cái điều gì này? Dạ, em muốn nói là em rất là yêu thích công việc của em rất là thích làm việc ở đây, tại vì mọi người rất là vui vẻ giúp đỡ nhau. Em muốn làm ở đây mãi mãi nếu mà có thể. Cảm ơn chị Kiệt đã dành cho Lido Sài Gòn TV chúng tôi có cái cơ hội hôm nay để gửi đến hình ảnh của những người Mỹ gốc Việt cần cù làm ăn ở thành phố San Jose này. Nhưng bây giờ thì chị cho phép tôi thời gian còn lại trước khi chúng tôi chia tay với chị, bỏ hết vấn đề làm ăn sôi nổi ở cái công ty KNT này. Đời sống của chị muốn cái gì, chị nghĩ cái gì trong cái đời sống của chị, với cá nhân chị, với phu quân của chị, với con cái của chị trong tương lai thưa chị? Dạ thưa anh, ngoài công việc làm việc ở hãng xưởng thì nói chung em rất muốn là lúc nào cũng cùng với gia đình của em, cũng cùng chồng với là hai con là có nhiều sức khỏe, rồi để góp sức vô để lo cho Thiên Long Sơn cũng như là gửi đến cho quý đồng hương ở Bắc Cali nói riêng và cũng như tất cả các đồng hương trên toàn khắp thế giới đến viếng thăm Thiên Long Sơn. Lo cho mọi người có những cái bữa ăn ngon, giúp cho quý vị có những cái giờ phút vui, thanh thản. Cái đó là cái niềm mơ ước của tụi em. Dạ. Kính thưa quý vị, sau 45 năm chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ, hôm nay Little Sài Gòn TV chúng tôi giới thiệu đến quý vị hình ảnh của những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thế hệ một rưỡi. Họ đến đây chung sức và xây dựng một Hoa Kỳ trong tương lai, nhưng bên cạnh đó họ luôn luôn nghĩ về quê hương của họ, đặc biệt là với anh chị Ngô Tuấn Kiệt tại công ty KNT. Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi trong những phút vừa qua với mỗi tuần một vấn đề, và đặc biệt ở phần cuối hôm nay thì chúng tôi có một cuộc trao đổi đặc biệt với ông giám đốc của công ty KNT. Chắc quý vị đã biết anh Ngô Tuấn Kiệt là một trong những thuyền nhân đến định cư tại Hoa Kỳ vào thập niên đầu 80. Anh đến đây với người anh của anh và có thể nói trải qua nhiều cái giai đoạn thăng trầm trong cuộc sống của anh. Thay mặt cho Lido Sài Gòn TV, chúng tôi xin cảm ơn anh Kiệt đã giúp đỡ cho chúng tôi để có điều kiện tham quan nhà máy của anh. Hy vọng với cái sự tăng trưởng về cái nền công nghệ ngày hôm nay thì công ty của anh sẽ có thể nói là mang lại nhiều cái điều vinh dự cho cộng đồng người Việt chúng ta ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là tại Hoa Kỳ thưa anh. Chúng tôi nhìn cái máy mà anh mua 10.000 đồng đó. Tại sao anh mua cái máy đó rồi mua để làm gì? Có làm ra được tiền hay không? Xưa thì mua ốc xanh 10.000. Mà mua thì cũng thẻ mua được cái máy thôi. Còn phải mướn chỗ, mướn đồ, đâu có tiền đâu. Mướn chỗ còn phải tốn tiền câu điện đó, nhiều thứ. Em nghĩ cần tiền để nuôi gia đình. Có 12 anh em ở bên Việt Nam, ba má già cũng bệnh hoài. Còn nuôi thêm tăng ni bên khách sĩ nhiều nữa, làm từ thiện. Thì em mới nghĩ chỉ có làm chủ mới có tiền.
Thì mua cái máy đó đầu tiên thì em để một cái góc của mướn của ông bạn, nó cũng có hẳn tiền trước. Thì mướn nó cái góc một tháng trả nó hồi đó nhớ khoảng 300 à 300 đô cũng như xe phòng vậy đó. Thì bảo buổi sáng thì em đi làm cho hãng Mỹ. Anh là còn công việc dạ, gì đó? Dạ, không phải có bảo hiểm đầy đầu, bảo hiểm sức khỏe cũng full time paycheck. Thì tối chạy lại đó làm. Đến khi bạn bè ở trong cái hãng đó em lấy đồ ra em làm. Thì khi mà cái hãng một cái máy thời đó làm cũng 40.000 tháng. Mà thời đó em nghĩ kỹ sư cũng cỡ 32. Mà một cái máy nó chạy 40-50. Tại lúc mà kỹ nghệ chip nó vừa mới lên á, đồ làm nhiều tiền lắm. Lúc đó người Trung Quốc nó chưa có chen vô để mà cạnh tranh giá cả. Đó thì từ đó thì sau đó được cái em dọn ra ngoài, em mướn cái chỗ khoảng 800 square feet. Bắt đầu từ cái bước đầu anh vẫn đi làm. Vẫn đi làm. Mua cái máy về anh làm thêm ban đêm. Dạ. Thế anh có thể chia sẻ mỗi đêm anh giỏi lắm, làm được tiếng 2 tiếng cho làm bao đêm, bao nhiêu tiếng? Em làm như lúc tới 2-3 giờ sáng. Rồi 2-3 giờ sáng thì xong rồi em chạy nhà em tắm cái rồi ngủ giấc ăn gì sơ sơ cái làm tiếp. Cuộc đời em chưa bao giờ làm việc dưới 16 tiếng, em nói thật. Lúc nào cũng trên 16 tiếng. Đến khi mà em có cái chỗ nhỏ nhỏ riêng thì lúc đó đó ở trên lầu á, em mới làm thêm cái gác, em bỏ tấm nệm, nếu em ngủ trong hãng luôn. Em làm dữ lắm. Buổi làm buổi ban ngày thì em đi lấy hàng. Em giao thiệp với kỹ sư, với khách hàng, rồi đi mua vật liệu, mua đồ nghề. Rồi tối thì em đứng máy em chạy. Lúc đầu chỉ có dài 2-3 người, sau lên 5 người, 10 người, lên từ từ. Thì ngủ trong hãng là thường. Thứ bảy chủ nhật cũng đem con rồi vô trong hãng luôn. Chơi vòng vòng đó, rồi cái em làm. Anh làm được bao lâu thì bắt đầu anh nghĩ đến tương lai của anh phải là chủ? Lúc mà mới vào Mỹ em nghĩ em phải làm chủ rồi. Tại sao vậy? Tại vì ba má em thời đó cũng dưới quê mà cũng không có làm gì, 12 miệng ăn anh em trong nhà đó. Chỉ qua Mỹ được có ba anh em mà mong manh ông mất rồi. Thì còn thằng em nhỏ xíu phải nuôi em ở Mỹ nữa. Thì phải nghĩ làm sao có nhiều tiền mới gửi về bển. Em qua Mỹ hả? 3 năm sau em mới ăn được tô phở. Tại lúc đầu á, tô phở nó có 2.50 đồng à. Mà mình ăn tô mình nghỉ ở nhà mình sống được mấy ngày. Cho nên không nhịn như lắm. Rồi hai anh em thì sống lây lắc ở đây, ở dưới miền Nam Cali vậy. Có một thời gian em ở dưới Nam Cali á, thì em ăn cơm phần ở xe phòng. Cơm chỉ đó. Cơm chỉ. Em nhớ cái tiệm sáo dôi ở gần Phước Hộc Thọ á. Cái mỗi lần lại ăn cái xin mấy chị đó thêm cơm. Cái thật sự đồ ăn đó thì mình chia ra 2 buổi thì trả tiền có 1 lần mà ăn được nguyên ngày. Mới đi ăn tiền. Cái anh kể mình thấy mình cảm động quá. Với lại nghe anh nói là cái câu mà quyết định đi qua đây làm chủ, sao cái câu làm chủ sao nó nghe dễ dàng quá. Mà với lại thấy anh là thật sự là làm chủ thiệt, giống như có công mài sắt có ngày nên kim vậy. Cũng năm chim bé nói. Có thời gian em làm thất bại, cái em về em đầu quân vô làm cho Harold Court hãng Hà Lý. Em là sếp sòng chống. Với những cái bước thăng trầm anh trải qua như vậy, rồi công ty của anh cũng bắt đầu, nó gặp nhiều cái sự may mắn. Anh nghĩ ngoài cái tài với là cái công sức đầu tư của anh, tôi muốn hỏi anh bên cạnh đó có những ai, có mà cái tâm linh của anh nghĩ có ai phù trợ cho anh hay là gì? Cuộc đời của em khổ nhiều không sướng. Nhưng mà mình có khổ xong rồi đó, mình mới thương nhân công của mình. Hồi lúc đó em có bằng cấp trong tay vậy mà em đi làm mấy hãng Mỹ nó đì em dữ lắm. Rồi gặp mấy hãng Mỹ nó còn kêu em lao cầu tiêu nữa, mình nhịn nó mình làm thôi. Chứ thật sự mình giỏi hơn nó. Thì em sống rất là nhịn nhục. Bây giờ em có được gì, nó còn lòi ra Thiên Long Sơn nữa. Em nghĩ sức người đâu có được, đâu có phải một thời gian từ năm 2008 tới thời nay như 50 năm nhiều cũng là ở trên gia hộ. Nhưng mà được con cái là từ nhỏ tới lớn em lúc nào cũng thích làm từ thiện. Rồi em xây chùa, nuôi tăng ni, lên Sài Gòn trị bệnh. Em làm nhiêu tiền em gửi em lo chùa với lo gia đình không à. Em không có xài gì cá nhân nhiều.
Thì có, các gì có theo hộ. Thưa anh Kiệt, nhìn lại cái đoạn đường qua đi thì lại nhìn ai cũng có những cái khó khăn, ai cũng có những cái đời sống mà thăng trầm mà. Anh bây giờ cái công ty của anh thì theo như lời anh trình bày thì coi như cũng tạm ổn, để rồi có thể nói rằng trong tương lai còn có nhiều cái thử thách để anh phải cố gắng anh vượt qua. Nhưng tôi muốn hỏi anh cái cách anh đối xử với công nhân ở đây nè. Tôi nghe người công nhân nói ở đây anh rất quan tâm đến những người Việt mới đến định cư ở đây, anh giúp công việc làm cũng giống như anh quan tâm đến họ. Thế vì sao anh làm cái công việc như vậy? Ở đây nhân viên em coi như là anh em vậy đó. Có duyên họ mới ở đây, có thể tiền kiếp hay gì mình nói hơi Phật một chút đi, thì có duyên mới gặp nhau nhé, em có duyên em mới gặp anh. Cho nên tất cả em là mười mấy năm nay em có cái policy, để hiện giờ cái policy vẫn còn hiệu lực. Ai làm cho hãng em trên 5 năm á, tất cả mấy anh giỏi em xúi nó đi ra mở hãng và lấy một cái máy của em đi ra làm chủ, rồi về đây lấy đồ của em để mà em giúp nó tiến thân. À, em đã làm như vậy. Thì có một thời gian có một số nó ra mở hãng thì về lựa mấy cái máy cũ nhưng mình cho nó bonus thôi. Cái máy mới thì mua chừng 100,000, cũ thì cũng còn 50, thì coi như làm 5 năm thì cho cái bonus. Đó thì em có cái đó. Em không có muốn ai làm mướn với em muốn ai cũng là chủ. Ai giàu, ai vui vẻ làm vui vẻ. Đó thì ở đây em có. Mấy hãng khác thì em không biết. Rồi cái nỗi khổ của em á là khi mà kinh tế xuống đó, em hãy nhìn những người nhân viên phải ra đi để mà giữ cái hãng sống còn. Thì cái đó nỗi khổ của em, chứ còn đồ lên đồ xuống đó, đối với em á tiền nhiều tiền ít nó không có quan trọng. Bảo hiểm ở đây là em lo hết, không có copay, em lựa loại bảo hiểm tốt nhất, benefit ở đây. Giờ giấc thì em có cái job. Mỗi người sao á, lương cũng đúng như hãng Mỹ, không có phải bởi nhiều người Mỹ ở đây á, nó hãng KNT nhiều lúc trả lương cao hơn hãng Mỹ. Có một điều trước khi chia tay Vinh, chúng tôi muốn hỏi anh, với tất cả những đồng nghiệp của anh, với những người đã gắn liền trong cuộc sống của anh, kể cả những người hiện nay còn tồn tại trên hành tinh này cũng giống như người đã ra đi, những người trong quá khứ đã cộng tác với anh cũng giống những người trong quá khứ đã làm cho anh cũng khó khăn. Anh muốn nói với tất cả những điều qua ống kính truyền hình hôm nay, anh muốn nói điều gì về một trong những cái là giữa con người, đối với con người? Tất cả những việc từ thiện của em làm á, thật sự là direct or indirect, trực tiếp hay là gián tiếp, tất cả những nhân viên ngoài đó đều có công đức hết. Làm ở nơi này qua em không có chơi stock, em không có bồ, em không có xài tiền phí, em không có làm gì hết. Thì tất cả nhân viên đều hiểu. Và những cái chuyện mà em làm á, hồi xưa á, có một số nhân viên người ta thấy không thích, nhưng mà sau này họ hiểu. Họ nói thì cứ coi như mỗi người chủ ba lần cái stress là đánh góp hay là làm này làm kia, còn tâm linh mà cũng chở vô cho con cháu. Từ đó đến hôm nay á, thì em mới giải thích thì họ mới hiểu. Cho nên cái nơi này á, nó rất là quan trọng, phải có cái này thì mình mới làm được đời với đạo nó đi song song. Em cũng không biết nói làm sao, em rất cảm ơn tất cả những anh em mà theo em lâu nay, có những người theo em gần 20-30 năm, tất cả cảm ơn họ cũng hết lòng hết sức. Có những lúc mà thời khổ á, tụi nhân viên em ký check cho nó, tụi nó 3 tháng mà không có đi đổi, tại không có tiền trong băng sao đổi được. Tụi nó giữ trách lại để mà giữ cái tên nhãn hiệu, cái hãng sống còn. Cho tới ngày hôm nay thì những anh em nó tới ngày hôm nay vẫn còn với em suốt đời nhớ ơn họ. Kính thưa quý vị, trải qua 45 năm chúng ta đến định cư tại Hoa Kỳ, hôm nay qua chương trình Mỗi Tuần Vấn Đề, chúng tôi giới thiệu đến quý vị một công ty của người Việt sáng lập Foundation, họ xây dựng với hai bàn tay trắng. Lẽ nhiên tất cả những biến cố thăng trầm đó chúng tôi đã nhìn qua trong cộng đồng người Việt của chúng ta ở tại hải ngoại. Nhưng một lần nữa chúng ta nhìn thấy rằng bước đường của chúng ta đi và bước đường của chúng ta tồn tại trong hiện tại và trong tương lai. Hy vọng quý vị cũng góp chung một cái bàn tay để xây dựng một cái cuộc sống mới
của những người Việt chúng ta tha hương. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay, và một lần nữa xin gửi lời cảm ơn anh rất nhiều qua những cái sự giúp đỡ cho truyền hình của chúng tôi có điều kiện gửi đến quý khán thính giả những hình ảnh của những người Việt sống tại Hoa Kỳ với một cái đời sống tha hương.